Đấy. Đấy. Rồi. Chưa đâu, để chú lùi được kia đã. Dạo này nhớ là không lùi như kiểu ngày xưa đâu nhá. Tí ta dạy cách cho mà đâm. Đấy. Đây tí giờ này. Đấy, thế này cái này phi lên. Được chưa? Đấy, tí chú đứng chú kéo cho nó căng đã. Đấy. Rất tiếc là quả phi lên là không không quay được bởi vì đang quay cận. Con này dễ lên nha. Tí đi xuống ngồi họp là để lên anh em xóm chung là hôm nay là diều nó bắt đầu cất lên đây là năm nay làm ăn tốt lắm đấy. Vừa lên muốn phát lên luôn. Ở đây. Đây là hai thổ đất của ông Tiến với ông Đằng. Thôi, anh đi nhá.